Trái bóng tròn ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này. Với người hâm mộ Arsenal, họ sẽ được gặp lại đội bóng con cưng của họ sau 2 tuần tạm ngưng vì nghĩa vụ quốc gia. Hơn thế nữa, ngoài niềm vui được nhìn thấy câu lạc bộ yêu thích chơi bóng, tuần này cổ động viên của pháo thủ còn có một niềm vui khác khi được đón một huyền thoại trở về mái nhà xưa. Partey, biệt danh của Patrick Vieira, sẽ tới làm khách tại Emirates với vai trò là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Crystal Palace. Một trong những cái tên của hành trình bất bại năm nào, nay lại trở lại với vai trò không thể bất ngờ hơn. Liệu rằng đội bóng của Patrick Vieira có thể làm khó Arsenal hay không? Hai đoàn quân của Mikel Arteta sẽ nối dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 5. Những chú đại bàng mới chỉ thắng một trận duy nhất kể từ đầu mùa. Đây được xem là giai đoạn chuyển giao lực lượng và thay đổi rất nhiều của Crystal Palace dưới thời Patrick Vieira khi ông tiếp quản đội bóng thay cho huấn luyện viên Roy Hodgson. Họ đang có quá nhiều việc phải làm và những kết quả bất lợi đang cho thấy điều đó. Với một đội hình chắp vá và quá nhiều thay đổi, mục tiêu lớn nhất của Patrick Vieira có lẽ là giúp đội bóng trụ hạng thành công. Chính vì vậy, với một đối thủ đang vật lộn trong cuồng cuộc định hình lối chơi, Arsenal sẽ có một cơ hội rất lớn để giành điểm, kéo dài chuỗi trận bất bại và rút ngắn khoảng cách với top đầu. Pháo thủ cũng không được quá chủ quan. Trong những trận đấu gần đây, Crystal Palace đang bắt đầu cho thấy sự gắn kết và họ xứng đáng có nhiều hơn là 2 trận hòa. Patrick Vieira đã bắt đầu cho thấy những thay đổi tích cực lên các học trò của mình. Hãy cùng Góc Arsenal phân tích những thay đổi của Crystal Palace dưới thời của Patrick Vieira và Arsenal có thể làm gì để đối phó với những thay đổi đó. Sự khác biệt lớn nhất của Crystal Palace dưới thời của Patrick Vieira chính là sơ đồ chơi bóng. Dưới thời của Roy Hodgson, Palace sẽ thường xuyên đá chơi thấp và chú trọng những đường bóng dài từ phía dưới nhằm tốc độ cũng như là kỹ thuật của David Saha. Huấn luyện viên người Anh thường ra sân với sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Còn dưới thời của Partey, Crystal Palace sẽ chơi một thứ bóng đá ổn định và rõ ràng hơn với sơ đồ 4-3-3. Crystal Palace của Vieira thay vì lùi sâu như thường lệ thì lại chơi tốc độ hơn. Đoàn quân của huấn luyện viên Patrick Vieira sẵn sàng đoạt lại bóng từ phân sân của đối phương nhờ con số lợi thế hơn ở mặt trận tấn công. Đại bàng xanh còn chú trọng khai thác những cái hở nơi hàng phòng ngự của đối phương nhờ sự di chuyển linh hoạt của ba tiền đạo. 4-3-3 được xem như là một sơ đồ khá thú vị với Crystal Palace. Thú vị ở chỗ là họ có thể dàn trải đội hình khắp mặt sân khi có bóng lẫn khi không có bóng. Đội hình ba tiền đạo cũng giúp ích cho việc tăng phạm vi pressing của Palace, đồng thời giảm bớt nhiệm vụ tranh chấp tuyến giữa. Tuy nhiên, Arsenal cũng có những vũ khí riêng nhằm phá lối chơi này của Crystal Palace. Bên cạnh sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc của pháo thủ vào mùa giải năm nay, chúng ta cũng thấy họ cũng chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Có thể nói, những trung vệ của Arsenal năm nay như Ben White, Gabriel hay Rod Hosting đều có khả năng chơi chân tốt. Với việc ra sân với sơ đồ gồm 3 trung vệ kể trên kèm theo khả năng hoạt động rộng của Tierney và Sabilokonga, Arsenal cũng có những quân bài chiến lược để phá tan đội hình pressing của Crystal Palace. Hai hậu vệ cánh của pháo thủ khả năng cao sẽ là Tierney và Tomiyasu sẽ thay phiên nhau di chuyển dọc hành lang cánh để mở ra những khoảng trống để hai tiền vệ trung tâm là Partey và Lokonga kéo giãn đội hình của Crystal Palace bằng những đường chuyển đổi cánh. Đây có thể là một phương án khả thi giúp cho Mikel Arteta và các hậu trò của mình để đối phó với sơ đồ 4-3-3 của Palace. Như đã nêu ở trên, với việc chơi bóng cùng với sơ đồ 4-3-3, Patrick Vieira sẽ yêu cầu cao trò của ông chơi một thứ bóng đá giàu tốc độ, ép đối phương phải phạm sai lầm và trừng phạt nó. Giữa Mark Arthur đã chơi tự do hơn, còn Conor Gallagher đã cho thấy sự nhạy bén của mình trong những tình huống pressing. Đây là hai cái tên chính giúp Palace triển khai lối chơi của mình một cách mạch lạc. Jordan Ayew cũng kéo xuống chơi thấp hơn, cũng cùng một mục đích. Đối thủ phải chơi co cụm và cắt những đường chuyền ngắn. Đây là cách mà Arsenal đã từng thực hiện trong trận đấu với Chelsea và Man City. Tuy nhiên, nó đã phản tác dụng. Với việc chơi số đông cầu thủ khi phía trên cùng với một đội hình dâng cao, khi bẫy pressing trên mục tiêu, nó sẽ là con dao hai lưỡi khi phần sân của pháo thủ sẽ bị mở toang. Và việc thủng lưới sẽ là điều không thể tránh khỏi. Thất bại mỗi mặt trước Chelsea và Man City đã minh chứng điều này. Có lẽ để đối đầu với Crystal Palace, Arsenal sẽ cần nhiều hơn những đường bóng dài, sử dụng tối đa những trung vệ có khả năng chơi chân tốt như Ben White hay Gabriel nhằm thoát bẫy pressing của Palace. Khi thoát được rồi, những đường bóng tận dụng tốc độ của Saka hay Aubameyang sẽ là đòn tấn công vô cùng nguy hiểm dành cho khung thành của Palace.
Có thể nói, Crystal Palace của Patrick Vieira đang chơi một thứ bóng đá khá tương đồng với Arsenal của Mikel Arteta. Hai bản hợp đồng mới nhất của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là Joachim Ederson và Mark Guahi, là hai trung vệ còn rất trẻ và có kỹ năng chơi trên tốt. Chính nhờ khả năng này của hai gương mặt mới, Crystal Palace có thể thay đổi hoàn toàn phong cách chơi của đội bóng dưới thời Roy Hodgson. Những trung vệ cổ điển như Gary Cahill, Hans Scholten được thay thế bằng hai cái tên chơi bóng hiện đại hơn rất nhiều. Trong 7 trận đấu đầu tiên tại mùa giải mới, Crystal Palace đạt tỷ lệ cầm bóng tăng từ 42,9% lên 49,2%. Họ sử dụng những đường chuyền ngắn và trực diện nhiều hơn so với những đường phất bóng dài giữa thời của Roy Hodgson. Một yếu tố nữa làm những thông số này của Palace càng thêm phần ấn tượng, đó là 3 trong số 7 trận đấu gần nhất họ phải đối mặt với nhóm Big Six. Thế nhưng, đội hình nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đội hình dâng cao và pressing mạnh cũng có rất nhiều hạn chế. Hơn ai khác, Patrick Vieira hiểu rất rõ điều này, khi huấn luyện viên người Pháp đã từng khai thác nó rất nhiều lần khi khoác áo Arsenal. Dưới thời của Arsene Wenger, bất cứ khi nào gặp một đội bóng thi đấu với đội hình dâng cao, Dennis Bergkamp thường được chỉ đạo lùi sâu để thu hút trung vệ đối phương. Và ngay lập tức, tuyến tiền vệ của họ, lúc đó nổi bật nhất là Patrick Vieira, sẽ luồn ra phía sau lưng hậu vệ và đón một đường bóng dài. Đây chính là một cách kinh điển nhằm hóa giải sơ đồ pressing tầm cao. Thực sự là như vậy, kể từ đầu mùa giải, Jamie Vardy và Neil Mowbray cũng từng chứng kiến những trung vệ của Crystal Palace phải khốn đốn khi theo kèm họ. Việc các đội viên Arsenal có thể phần nào yên tâm khi trong đội hình của họ cũng có nhiều cầu thủ tốc độ như Aubameyang và Nicolas Pepe sẵn sàng khai thác điểm yếu này của Palace. Bên cạnh việc chuyển sang chơi 4-3-3 thay vì 4-4-2 như thời của Roy Hodgson, Patrick Vieira còn thực hiện một thay đổi có thể nói là vô cùng quan trọng trong cách chơi của Crystal Palace. Đó là trả Kojate về vị trí tiền vệ phòng ngự sở trường của anh, thay vì chơi như một trung vệ dưới thời của Roy Hodgson. Việc Kojate chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, phần nào sẽ chia sẻ công việc với Mark Astor, cho phép cầu thủ này được tấn công nhiều hơn thay vì chỉ đóng đinh ở phần sân nhà. Việc có thêm một vị trí thu hồi bóng như Kojate ở phía sau, Mark Arthur và Gallagher sẽ không cần phải quá chú tâm vào công tác phòng ngự. Thay vào đó, họ còn có thể có thêm không gian để pressing hàng phòng ngự đối phương, đón bóng hai hoặc là tự do đột phá. Arsenal chắc chắn sẽ phải lưu tâm tới vị trí của James McArthur. Đây được xem như là linh hồn tuyến giữa của Crystal Palace với thể lực sung mãn và phạm vi hoạt động rộng của mình. Với việc pháo thủ cần làm là đóng đinh James McArthur với công việc phòng ngự, không cho cầu thủ người Scotland được tham gia vào những tình huống tấn công. Kieran Tierney sẽ được dâng cao thường xuyên nhằm kéo giãn hàng phòng ngự Palace và sẽ khiến James McArthur bắt buộc phải bọc lót cho hậu vệ biên nếu không muốn bị Tierney vượt qua. Điểm yếu của McArthur là tốc độ. Saka, Aubameyang hay Tierney đều có thể sử dụng điểm mạnh của mình nhằm tạo ra những khoảng trống nơi hàng phòng ngự của Palace. Và khi khoảng cách giữa các cầu thủ trung tâm của Palace bị kéo giãn, Gallagher cho thấy khó khăn trong việc xử lý bóng độc lập và thường xuyên để mất bóng. Tóm lại, Crystal Palace và Patrick Vieira đang cho thấy những thay đổi tích cực trong lối đá. Tuy nhiên, với sự chênh lệch về trình độ, về cầu thủ, cộng thêm lợi thế sân nhà, đây có thể xem là một cơ hội tốt dành cho Arsenal để kéo dài chuỗi trận bất bại của mình tại ngoại hạng Anh. Dương Tâm Tâm cơ lập thì uy tín, Dương Tâm Tâm cơ lập thì quá uy tín. Chế khi ghi mình lên game khách, tại đây biết có tâm hồn. Do siêu khủng và siêu châu, tỷ lệ ăn cực cao thu tình núi sao như người hỏi lên đỉnh bao lâu. Điện bài bắn kẻ đại sổ, điện cứ vào chơi là thắng bởi vì không ai sẽ phải ra về. Điện bài bắn kẻ đại sổ nha mọi người ơi, đây là một trong những game đang rất Dương là hot. Dương Tâm Tâm cơ lập thì quá uy tín, em nó tải, em ấn vào cái link tải.